xin chào tất cả các anh chị Việt Nam một buổi tối thật vui vẻ ạ. Tối nay rất là vui tại vì tôi có lại có cơ hội có mặt tại Hà Nội một lần nữa. Tôi rất là thích tới Việt Nam. Vì Việt Nam đất nước rất là xinh đẹp các anh chị. Và thức ăn ở Việt Nam thì rất là ngon. Quan trọng hơn hết là người Việt Nam rất là nhiệt tình ạ. Và đặc biệt hơn hết đó chính là nhà phân phối của Việt Nam rất là siêng năng và người Việt Nam rất là chịu cực được các gì ạ. Đó là lý do tại sao mà Việt Nam chúng ta luôn tạo ra những cái kỷ lục mới trên toàn cầu. Và tôi rất là vui vì hôm nay có cơ hội gặp được rất là nhiều nhà phân phối thành công trong Amway ở Việt Nam. Và trong 2 ngày ở Việt Nam tôi đã chia sẻ cho hơn 3.000 nhà phân phối Silver Producer. Và ở đây cũng có rất là nhiều anh chị Emerald. Và đặc biệt là các vị lãnh đạo ngồi hàng ghế đầu đó, các vị Diamond, Double Diamond và Ambassador. Trong 7 năm thời gian ngắn ngủi như vậy mà có được cái thành tích như thế thật là rất là tuyệt vời nha chị. Nếu có được cái thành tích như thế thật là rất là tuyệt vời nha chị. Để có được cái thành tích tốt như ngày hôm nay là bởi vì tôi tin chắc là nó là do tất cả người Việt Nam chúng ta có ước mơ đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều mong muốn thay đổi được cuộc sống. Ai nấy đều mong muốn cuộc sống tốt hơn nữa. Các chị ơi, các chị ước mơ mà. Tôi cũng giống các bạn, tôi cũng có ước mơ. 我的梦想是很小时候我就有了。và ước mơ của tôi lúc còn nhỏ là tôi đã có rồi. 我小时候很喜欢看那个武侠小说。 lúc nhỏ tôi rất là thích xem những cái câu chuyện phim kiếm hiệp các anh chị. 所以呢那武侠小说都是那个主角都是每一天很自由的游山玩水到处去品尝美食啊所以呢从来没有去上班的。 và các anh chị có biết những cái người diễn viên chính, những cái nhân vật chính trong những cái câu chuyện kiếm hiệp ngày nào cũng là giao du sơn thủy, ngày nào cũng đi ăn những món ăn ngon, nhưng mà họ không bao giờ đi làm công ăn lương. Và nếu như cuộc sống mà tự do như họ, các anh chị thấy cuộc sống như vậy có tốt không ạ? Anh chị nào thích cuộc sống tự do như thế ạ? Các anh chị giống tôi cũng rất thích tự do. Và lúc nhỏ tôi cũng thích coi loại sách thứ hai cái gì? Đó là những cái câu chuyện tiểu thuyết của Quỳnh Giao cái gì ạ? Những cái nhân vật chính trong những cái câu chuyện của Quỳnh Giao ngày nào cũng có thời gian yêu đương nhau, ngày nào cũng có tiền để mà yêu đương nhau cái gì ạ? Các anh chị có mong muốn có tiền giống như gì vậy đó ạ? Ai thích tiền cái gì vậy ạ? Tôi nghĩ ai đấy có ai cũng thích là tiền và tự do đúng không các anh chị? Vì thế ước mơ của tôi đó chính là trong cuộc đời mình tìm được sự tự do cũng như sự đảm bảo trong cuộc đời. Vì thế lúc nhỏ tôi rất là siêng năng đi học. Hy vọng mai mốt lớn lên tôi có thể trở thành một kỹ sư và thực hiện được ước mơ của mình. 我相信不只是我, 很多很多人都在想尽办法怎么样去完成他人生的目标。 Và không chỉ riêng mình tôi tin chắc rất nhiều người họ cũng không ngừng nỗ lực để làm sao hoàn thành được cái mục tiêu của mình, ước mơ của mình trong cuộc đời. 大概大部分的人都采取两种方法。 Và đa số mọi người chỉ có hai cách để mà thực hiện ước mơ. 一种方法就是很努力很努力去上班。 Cách thứ nhất là rất là siêng năng chịu khó đi làm.
你认为很努力很努力的工作能不能成功？听经纪人rất nỗ lực rất nỗ lực đi làm như vậy có thể thành công được không ạ？能不能？có thể thành công được không ạ？不容易，không dễ đúng không ạ？很多人很努力的工作，这一生中也没有很成功。tôi thấy rất nhiều người bên ngoài rất nỗ lực đi làm， 但是努力工作是必须的。nhưng mà không thể thành công được， nhưng sự nỗ lực đi làm là cần thiết cái gì ạ？还有第二种方法，就是不断的在找新的工作，希望找到新的工作能够帮助我们实现梦想。và cách thứ hai đó chính là không ngừng đi tìm thay đổi những công việc mới， mong muốn công việc mới có thể giúp cho mình có thể thực hiện được ước mơ。可是大部分的人还是一样，工作达到四十岁还是很失望。nhưng rất nhiều người đó công việc như vậy tới 40 tuổi nhưng họ vẫn chưa thực hiện được ước mơ của mình và rất thất vọng cái gì。问题出在哪里呢？vậy thì vấn đề của họ là ở chỗ nào？问题不出在你不努力，vấn đề không phải là do mình không nỗ lực。问题也不出在你不勤奋，vấn đề cũng không phải là do chúng ta không siêng năng。问题不出在啊你能力不强，vấn đề không nằm ở chỗ chúng ta không phải là người không có năng lực。到底问题出在哪里？ vậy vấn đề nằm ở đâu ạ？就很简单，很多时候我们不成功，就是因为我们人生中我们每一个人有一个方向盘。và cái gì ạ？ cuộc đời chúng ta ai nấy cũng giấu một cái vô lăng cho mình。汽车也有方向盘。và xe hơi cũng có một cái vô lăng của xe。方向盘来干什么的？và cái gì vô lăng để làm gì ạ？ 有了方向盘，是不是我们一定能够到达目的地？ nếu hôm nay trong tay chúng ta có một cái vô lăng, chúng ta có thể là lái chiếc xe đó đi đến mục đích không ạ？ 能不能？来到这点我们到，对吗？干姐，可能可以，可能不一定。啊，có thể các anh chị lái đến cái nơi mình cần đến, hoặc là có thể là không。如果你去过地方就没有问题，如果你从来没有去过地方，就算给你方向盘，有时你也找不到那个地方。nếu cái nơi đó các anh chị đã từng tới rồi, thì có thể là các anh chị có thể lái tới đó được nữa. nhưng nếu một cái nơi hoàn toàn xa lạ, các anh chị chưa bao giờ tới, thì có thể là các anh chị sẽ bị lạc đường。那你需要什么？vậy thì chúng ta cần thêm gì ạ？你需要一个 GPS 卫星定位。chúng ta cần thêm một cái GPS, một cái định vị toàn cầu, đúng không ạ？ 如果你有卫星定位啊，就算你走错路都没有关系，它会告诉你转转头转头，你一定最终可以达到目的地。nếu như hôm nay các anh chị cho dù đã có cái vô lăng nhưng mà các anh chị có GPS, cho dù đi sai đường đi chăng nữa, GPS cũng nói cho chúng ta biết cách làm sao để mà quay lại cái điểm mục đích đến của mình。人生中我们的 GPS 就是我们的梦想。và GPS của cuộc đời chúng ta chính là ước mơ của mình các anh chị。我们一定要知道我们要什么，我们比较容易去实现我们目标。nếu chúng ta biết rõ bản thân chúng ta cần gì trong cuộc đời này thì khi đó chúng ta dễ dàng hơn để thực hiện được ước mơ của mình。所以这一生中我希望得到保障和自由。cuộc đời này của tôi mong muốn có được sự đảm bảo và tự do。我就开始在想什么行业、什么工作和什么事业、生意可以让我得到同时得到保障和自由。tôi không ngừng tìm kiếm những cái công việc nào, những cái công việc làm nào, những cái kinh doanh nào có thể giúp cho tôi có thể có được sự tự do và sự đảm bảo trong cuộc đời。后来我发现到，如果假设我成为工程师，我成为经理，我成为总经理，我只能得到一部分的，得到钱就得到不这自由。và khi mà tôi suy nghĩ kỹ, nếu tôi trở thành một kỹ sư, thì sau này tôi có thể trở thành giám đốc hoặc là tổng giám đốc. cái tôi có được chỉ là một phần thôi, đó chính là tiền mà thôi. còn phần còn lại tự do là tôi vẫn không có được。但是如果假设我做传统生意，我又不知道，当我从那越成功的时候，我就越忙越没有时间，钱很多，但时间没有了。và nếu như hôm nay tôi lựa chọn kinh doanh truyền thống, thì nếu tôi càng kinh doanh thành công thì tiền của tôi sẽ kiếm được càng nhiều, nhưng ngược lại tự do của tôi càng không có。但是如果要得到时间和自由，到底什么行业、什么工作能够我同时得到呢？ vậy thì rốt cuộc cái công việc nào có thể đồng thời cho tôi có được cả tự do và sự đảm bảo và tiền tài chính ạ？所以就有就 Robert Kiyosaki 就是穷爸爸富爸爸作者就写到。và cái người tác giả Robert Kiyosaki đã nói trong cái kim tứ đồ cái gì？四个象限 ESDI。là ESDI cái gì？你们知道吗？有没有看过这本书？刚姐在哎你好，那老公没上来了。很好，就是 employment, self-employed, business owner, investor。làm công ăn lương các anh chị, như là làm kinh doanh truyền thống hoặc là làm chủ doanh nghiệp hoặc là nhà đầu tư. B hở cái cái E hở S, 这一边左边的是没有，你可以赚到钱，但是是没有保障和自由的。E và S thì các anh chị là với cái này là bên trái các anh chị tức là chúng ta có thể có được tài chính, có được tiền nhưng chúng ta không có tự do.
所以因为是什么呢？是因为制度的问题。 cái đó là do lý do tại sao lại được như vậy, cái gì là do chế độ, 绝对不是人力的问题, không phải là do năng lực đâu. 所以制度非常重要, do đó chế độ rất là quan trọng. 他怎么样给出这笔钱非常非常重要, do đó cái gì ạ, cái chế độ quan trọng hơn xin hỏi được rất là nhiều. 就像那上班族, ví dụ những người đi làm công ăn lương, 不管你是普通员工是经理或者是总经理, cho dù chúng ta là nhân viên bình thường, giám đốc hay là tổng giám đốc, 我们的工资是由老板决定的, thì cái lương của chúng ta tất cả đều được do ông chủ quyết định lấy, 不是你决定的, không phải là do chính chúng ta quyết định đâu. 这个不是关钱多钱少的问题, điều đó cũng không có liên quan đến tiền ít hay là tiền nhiều, 这也不关系什么公司的问题, điều này cũng không có liên quan lắm với công ty này công ty nọ, 这关系到上班制度的问题, nó liên quan trực tiếp đến chế độ đi làm công ăn lương. 那我退休的时候我什么都没有, và nếu như tôi về hôm một cái là tôi không có gì cả, 我不管是我是普通员工或者是总经理, dù là chúng ta là nhân viên bình thường hay là tổng giám đốc đi chăng, 当我退下来的时候我什么都拿不到, cái ngày mà tôi bắt đầu về hôm là cái ngày mà tôi bắt đầu không lấy được gì cả. 这个就是制度的问题, và tất cả đó là do chế độ tạo ra. 但是后来你要我研究到安利公司就不一样, nhưng sau này tôi tìm hiểu và nghiên cứu về công ty Amway, tôi thấy rất là khác biệt. 所以我们在安利不是你赚多赚少的问题, vì thế trong Amway cái gì, chúng ta không phải là kiếm được nhiều tiền hay là chúng ta kiếm ít tiền, 是安利这个奖金制度的问题, mà là do cái chế độ trả thưởng của công ty Amway. 安利怎么样给出这笔钱, Amway trả cái hoa hồng này như thế nào cho nhà phân phối. 第一, thứ nhất, 安利就说我们无限收入, thu nhập trong Amway là vô hạn. 你可以成为 platinum, 你可以成为 emerald, 你可以成为 diamond, 你可以成为 王冠大使, chúng ta có thể tự quyết định trở thành platinum, emerald, diamond, thậm chí là crown ambassador, 由你决定, tất cả là do chính chúng ta tự quyết định lấy. 你要拿1年, 要拿3年, 要拿5年, 要拿10年, 拿20年, 全部你决定. Chúng ta muốn đạt được những danh hiệu đó trong 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm đi chăng nữa cũng là do mình tự quyết định. 如果一个行业由你决定你要收入多少，那个就很好. Nếu một cái ngành nghề nào đó mà chúng ta làm và thu nhập do tự mình quyết định lấy bao nhiêu mình kiếm, thì cái công việc đó sẽ rất là tốt. 我们都是很勤奋的人, tất cả chúng ta đều là những người cần cù siêng năng. 我们都是有梦想的人, tất cả chúng ta đều là những người có ước mơ. 如果有一个机会有一家公司由你来决定你的收入，我愿意做. Nếu như có một công ty mà để cho tôi tự quyết định lấy thu nhập của tôi, thì tôi sẵn sàng hợp tác với công ty đó và tôi làm công việc đó. Cái thứ hai là chúng ta có thể tính ra được cái gì ạ? 我上班, 你不知道我多勤劳, thì tính ra được chúng ta sẽ biết là chúng ta siêng năng như thế nào để có. 你要加我薪水, 你看我的表现是什么? Đầu tiên là chúng ta nhìn cái sự biểu hiện của mình đúng không ạ? 你要奖励我多比较聪明, 还是比较勤奋, 还是比较厉害? Cái tiền đó sẽ thể hiện là chúng ta là siêng năng như thế nào, chúng ta giỏi giang như thế nào đúng không ạ? 怎么计算? Thì làm sao để tính được những cái điều đó? 所以有一些公司会讲 KPI 来计算. Nếu những cái công ty truyền thống bên ngoài họ sẽ dùng phương pháp KPI để mà tính toán những cái điều đó. 但是 KPI 归 KPI, nhưng mà KPI chỉ là một cái KPI mà thôi. 你的表现再好, 老板不喜欢, 你什么都是假的. Cho dù sự thể hiện của chúng ta trong công ty rất tốt, trong công việc rất tốt, nhưng ông chủ mà không thương mình, không thích mình, thì tất cả mọi cái sẽ trở nên vô nghĩa. 你的表现不好, 老板喜欢, 你就是好. Cho dù chúng ta biểu hiện không tốt, nhưng mà ông chủ thích mình, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ có cuộc sống tốt. 很不公平, 但是没有办法. Rõ ràng là không công bằng mà, nhưng mà chúng ta cũng không có cách nào khác. 但是安利就不一样, nhưng em quay thì khác nhau cái gì ạ? 我们每一个产品有PB, tất cả mỗi sản phẩm chúng ta đều có cái chỉ số điểm là PB. 如果这个产品是一个PB, nếu một sản phẩm là một PB chẳng hạn, 我卖10个就10个PB, tôi bán 10 sản phẩm thì tôi có 5个PB, tôi bán 10 sản phẩm thì 10 cái PB. 他不管你是谁, và bất kể chúng ta là ai đi chăng nữa, 你做多少我就给你多少. Anh bán được bao nhiêu thì tôi sẽ trả cho anh hoa hồng bấy nhiêu. Tô lão tô tớ, làm càng nhiều thì sẽ thu nhập càng nhiều. Tô tớ tớ tô, ai làm nhiều thì có tiền nhiều. Tô tớ sào tớ tớ sào, ai làm ít thì tiền ít. Ta không quan tâm giới thiệu là ai, và công ty cũng không quan tâm đến người giới thiệu mình là ai. Ta không quan tâm lái từ nơi, cũng không quan tâm chúng ta đến từ tỉnh thành nào. Ta không quan tâm tôi là ai, cũng không quan tâm chúng ta bây giờ bao nhiêu tuổi. Toàn bộ đều là do biểu hiện để quyết định thu nhập. Tất cả đều căn cứ vào cái bán hàng của anh chị, cái PV để mà trả trả hoa hồng. 我相信你全球找不到一个这么公平的制度. Và tôi tin chắc ở trên thế giới này chúng ta khó mà tìm được một cái chế độ công bằng hơn. 我认为我做安利，我愿意做，我愿意付出钱。
因为公平。Do đó khi mà tôi lựa chọn em quay, tôi sẵn sàng đi làm là bởi vì tôi thấy được cái sự công bằng trong cái chế độ này. Chị ạ. Nhìn đi, không quản gì đâu. Họ vẫn dùng BB và Platinum để tính. Tôi 3 cái Platinum, tôi là phỉ thúy. Tôi 6 cái Platinum, tôi là vàng. Tôi 9 cái Platinum, tôi là EDC. Tôi 20 cái Platinum, tôi là hoàng kim đại sư. Và các anh chị ạ, công ty không bao giờ quan tâm chúng ta là ai đâu. Chỉ quan tâm nếu BB và cái số lượng Platinum trong hệ thống của mình. Nếu các anh chị có 3 nhóm Platinum thì công ty không những các anh chị là Emerald. 6 nhóm Platinum là Diamond, 9 nhóm Platinum là EDC và 20 nhóm Platinum chúng ta sẽ được công nhận là Brown Ambassador. Ta không quản lý trên sau lần là ai. Và công ty cũng không quan tâm người tiến trên của chúng ta, người dưới. Ta không quản lý chỉ sư gia lộ. Cũng không quan tâm chúng ta gia nhập thế nào. Nhi cho bao nhiêu, tôi cho bao nhiêu. Chúng ta làm được bao nhiêu thì công ty trả cho chúng ta bấy nhiêu. Do đó cái gì ạ? Đấy chính là công việc mà tốt nhất trên thế giới, đúng không ạ? Đời này chúng ta đều có thể truyền lại, kế thừa lại cho con cháu chúng ta. Trên thế giới này chúng ta không thể tìm được một công việc giống như vậy. Giả sử hôm nay tôi là một cái CEO trong truyền thống, tôi giúp cho công ty của tôi xây dựng được một cái thị trường. Và giả sử tất cả mọi thị trường tôi đều giúp công ty xây dựng được. Nhưng tới ngày mà tôi bắt đầu về hưu thì tất cả những thị trường mà tôi xây dựng cho công ty trở lại về công ty rồi. Tôi không có gì. Và ngày đó tôi sẽ trắng tay. Ngày hôm nay chúng ta hợp tác cùng với em quay. Ani nói với chúng ta, chúng ta là hợp tác quan hệ. Công ty nói rõ với chúng ta rằng mối quan hệ của chúng ta với em quay là. Hôm nay tôi mở ra thị trường. Hôm nay chúng ta là những người xây dựng ra thị trường. Tôi không quan, tôi là Platinum. Cho dù tôi làm đến Platinum, tôi làm đến Diamond, tôi làm đến Diamond, tôi làm đến Hoàng Kim Đại Sư, tôi làm đến Brown Ambassador. Tất cả những thành tích của tôi đều có thể kế thừa lại cho gia đình, kế thừa lại cho gia đình của tôi. Trên thế giới không có một ngành nghề nào có thể tôi làm ra được kế thừa. Và trên thế giới này không có một cái công ty nào, không có công việc nào mà tôi làm ra là kế thừa lại được cho con cháu tôi. Tôi không cần phải đi mở công ty. Tôi không phải đi xây dựng nhà máy. Tôi cũng không phải đi làm nghiên cứu. Và tôi cũng không phải đi quản lý cái gì. Do đó tôi làm cái này tôi không cần phải nhắc đến nó nào. Tôi chỉ cần hợp tác với em quay mà thôi. Hợp tác tôi chỉ cần làm hai việc đơn giản. Việc thứ nhất là đem những sản phẩm tốt của em quay chia sẻ cho những người bạn của tôi. Cái thứ hai là đem cái cơ hội tốt như vậy chia sẻ cho tất cả những người bạn của tôi. Chỉ cần liên tục tôi làm hai công việc này là tôi có thể thành công được trong em quay. Không có rủi ro cái gì ạ. Rất là nhiều người nói, trời ơi, làm em quay mất mặt lắm. Tôi thì không biết có mất mặt hay không. Và các anh chị biết cái người có ảnh hưởng nhất trên thế giới là ai à? Mỹ Quốc Tổng thống. Đó là Tổng thống Mỹ đúng không? Đúng không các anh chị? Mỹ Quốc thứ hai có ảnh hưởng nhất là ai? Cái người mà có sức ảnh hưởng lớn nhất ở bên Mỹ là ai à? Thứ hai là ai à? Mỹ Quốc là sang hội chủ sĩ. Đó chính là cái người chủ tịch hội thương nghiệp của Hoa Kỳ. Mỹ Quốc là sang hội có 300万的公司. Hội thương nghiệp của Hoa Kỳ có trên 3 triệu doanh nghiệp các nhà. Lý mê có hẳn đô sức 500强的公司. Và trong đó hơn 500 cái thương hiệu nổi tiếng nhất trên toàn cầu. Bao gồm General Electric, bao gồm General Motors, bao gồm Microsoft, bao gồm Apple. Bao gồm những thương hiệu như General Motors, Microsoft hay là Apple. 你知道一个 Apple 的 CEO 都很了不起啊。Chúng ta biết được để làm được một CEO của Apple đã là không đơn giản rồi. 那一年可以赚几百万，甚至上千万的收入。Mỗi năm một cái CEO của Apple có thể kiếm trên hàng triệu đô, thậm chí hàng mấy chục triệu. 你说他厉不厉害？Vậy thì để làm được CEO của Apple thì người đó có giỏi không cái gì？美国的商会就是由这些 CEO 选出来的代表。
Vậy thì cái người mà đảm nhận cái vị trí chủ tịch hội thương nghiệp Hoa Kỳ sẽ do những cái người CEO này bầu ra để làm chủ tịch cho cái hội này. Chúng ta bao giờ 就是那个JVN的曾经两次当上美国商会主席。 Và nhà sáng lập ra Amway, ngày Jay Van Andel đã từng hai lần được bầu chủ tịch vào cái ghế chủ tịch này. Và kế tiếp là ngày Steve Van Andel, chủ tịch hiện tại của Amway cũng được hai lần bầu chọn làm chủ tịch hội thương nghiệp của Hoa Kỳ. Do đó tôi thấy là rất là có sĩ diện cho những khi làm Amway. Chúng ta nói hôm nay chúng ta đi làm kinh doanh. Bất kể là ngành nghề nào chúng ta đi làm. Chỉ cần chúng ta làm sao hợp tác với những cái thương hiệu nằm trong top 10 trên toàn cầu thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Nếu như hôm nay tôi muốn làm kinh doanh. 我只要选前十名, chỉ cần tôi lựa chọn những công ty nằm trong top 10. 我选的是Nokia,我选的是Samsung, 或者我选的是华为,我选的是小米, 或者我选择的iPhone. Nếu như hôm nay tôi muốn kinh doanh trong lĩnh vực điện thoại di động, tôi có thể lựa chọn Nokia, Huawei, Xiaomi hay là Samsung hay là Apple. 我只要选择神神明合作,我一定能成功. Nếu như tôi lựa chọn những cái thương hiệu mà hàng đầu trong top 10, chắc chắn tôi sẽ thành công được. 因为证明他们能够在前十名，就是他们的管理力、他们的公司、他们的各方面都应该很好，不然他见不到神明。Bởi vì họ nằm trong top 10, do đó về mặt thương hiệu của họ, về mặt chất lượng của tất cả mọi cái của công ty này chắc chắn là rất tốt rồi. 如果我要在汽车行业成功，我就跟 Mercedes, BMW, Ferrari, Lamborghini 来合作。 Nếu hôm nay tôi muốn kinh doanh thành công trong lĩnh vực xe hơi thì tôi chắc chắn phải lựa chọn những đối tác như là Mercedes-Benz, Lamborghini, những cái công ty như vậy để được hợp tác. Nếu mà tôi muốn trong cái quầy hàng tiện, tôi sẽ cùng Starbucks, tôi cùng McDonald's, tôi cùng Kentucky hợp tác. Nếu hôm nay tôi muốn kinh doanh thành công những trong lĩnh vực là franchise thì tôi có thể lựa chọn những công ty như là Starbucks, KFC hay là McDonald's để mà tôi hợp tác. Nếu cùng những cái chiến sĩ hợp tác thì thành công cơ hội là không có vấn đề. Nếu chúng ta có thể hợp tác cùng với những công ty như vậy thì chúng ta cái xác suất thành công sẽ là rất cao. Nếu hôm nay chúng ta là những người đại lý được cho iPhone thì chắc chắn chúng ta dễ dàng thành công được trong lĩnh vực này. Nếu hôm nay chúng ta là đại lý cho iPhone mà chúng ta kinh doanh đến nỗi bị phá sản thì đó là vấn đề của mình rồi. Và các anh chị biết Amway ngày hôm nay trong cái lĩnh vực bán hàng trực tiếp là đứng số 1 trên toàn cầu cái gì ạ? Nếu hôm nay các anh chị có thể hợp tác với một công ty nằm trong top 10 trên toàn cầu đã là lợi hại lắm rồi. Và ngày hôm nay chúng ta hợp tác với một công ty trong cái lĩnh vực này là top 1 trên toàn cầu thì khó mà thất bại đúng không ạ? Và các anh chị ạ, tôi muốn chia sẻ với các anh chị, cái ngày mà tôi hiểu ra được công việc kinh doanh này rồi, tôi đã bỏ đi cái năm cuối cùng đại học của tôi. Tôi trong công việc kinh doanh Amway này đã được 33 năm rồi. Các anh chị thấy tôi có hào hứng, tôi hưng phấn không ạ? Nếu sự nghiệp kinh doanh Amway này mà không tốt, tôi chỉ cần làm 3 tháng là tôi đã mệt mỏi rồi. Ở đây có anh chị nào đi làm công ăn lương 33 năm rồi mà vẫn còn hưng phấn và hào hứng không ạ? Và sau 33 năm mỗi sáng thức dậy nói wow, hôm nay rất là vui tại vì tôi tiếp tục đi làm công rồi, có không ạ? Tôi sống tới ngày hôm nay rồi vẫn chưa thấy một ai như vậy. Rất nhiều người đi làm công ăn lương chỉ cần làm 3 tháng thôi là đã không muốn làm rồi. Nhưng tôi làm Amway 33 năm rồi tôi vẫn còn rất là vui vẻ cái gì ạ? Tôi muốn nói với các anh chị người Việt Nam, các anh chị Việt Nam ơi, các bạn rất là may mắn. Vì Amway xây dựng nhà máy tại chính đất nước Việt Nam chúng ta. Đang đang trong 2 tháng đầu, đầu tư rất nhiều tiền, rồi
chi bay khổng thiên đất thẳng phê thẳng phê thẳng đi hại. Và các anh chị biết là công ty em quay đã bỏ đầu tư rất nhiều tiền vào đây để mà xây dựng những cái nhà máy tốt như vậy. Ta đã chứng minh cho các chúng ta rằng ta hẳn trông sư Yên Nam sư thẳng, cho Yên Nam nên hẳn xin phủ. Và các anh chị ơi, đặt nhà máy tại Việt Nam tức là em quay rất coi trọng thị trường này và những nhà phân phối Việt Nam là những người mà lấy sư thẳng. Mà lấy sư thẳng nếu công thẳng của mình đâu sáng sinh được, thì mấy dù công thẳng hãy quân cho của quân sư thẳng. Malaysia không có nhà máy mà tôi còn tin tưởng em quay tới mức độ như vậy. Còn ở Việt Nam có nhà máy mà các anh chị không làm thì tôi cũng không hiểu. Tôi cao su thì em. Do đó tôi nhìn thấy các bạn xong mà tôi ganh tị quá. Tôi cái suy hòa đi à đi Mỹ Quốc từ giờ chỉ Malaysia kiến thành. Do đó tôi nhất định là phải kiến nghị với công ty em quay phải xây dựng nhà máy Malaysia mới được. Thiên thiên thắc xin lại Việt Nam. Nhưng mà sao ạ? Công ty em quay lại chết. Lựa chọn Việt Nam mà đầu tư. Vậy tôi chúc mừng tất cả tôi rất là muốn chúc mừng tất cả các anh chị nhà phân phối Việt Nam. Chúng ta rất là may mắn ạ. Quan trọng nhất là các anh chị của Việt Nam, cái quản lý của quản lý trưởng phi thường bản, tại anh đó cái Leo, cái country manager, tại giá sang cái Tony, những cái lãnh đạo nhân đều phi thường đi hay, chúng ta cái cách trình. Và hơn hết là đó có một cái ban lãnh đạo, giám đốc của công ty Amway Việt Nam rất là tài giỏi. Họ đã dẫn dắt thị trường Việt Nam và xây dựng thị trường này rất là tốt. Do đó chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay cảm ơn ban lãnh đạo của Amway Việt Nam luôn ạ. Các anh chị ơi, tôi đối với sản phẩm của Amway rất là có lòng tin. Và các anh chị thấy là những cái sản phẩm của chúng ta đều là những như sức khỏe. Nếu như nay chúng ta là top 1 trên toàn cầu và trong suốt hơn 80 năm vẫn chưa có vấn đề gì trên toàn cầu cả. Công ty Amway là một công ty luôn giữ lời cam kết các anh chị ạ. Tất cả mọi sản phẩm của công ty Amway đều yêu cầu khuyết điểm bằng không. Và tất chúng tôi không bao giờ sử dụng những sản phẩm bên ngoài các anh chị, hay là những sản phẩm không có chất lượng. Và sản phẩm của em quay không bao giờ để bất cứ một cái thành phần nào gây hại sức khỏe con người. Và đó là lý do tại sao em quay là một công ty rất đáng để tất cả chúng ta tin cậy và học tập. Và các anh chị ơi, hôm nay tôi còn hơn, tôi rất là hạnh phúc và tôi còn vui hơn và hưng phấn hơn lúc mà tôi mới gia nhập em quay. Lúc bắt đầu tôi gia nhập em quay là bởi vì tôi thấy được trong công việc kinh doanh này tôi sẽ có được tự do và sự đảm bảo, do đó tôi rất là hưng phấn. Và hôm nay tôi làm em quay, tôi thấy ngày càng hiểu em quay hơn, ngày càng thấy em quay không có vấn đề, mà càng tìm kiếm vấn đề của em quay thì càng khó mà tìm được. Các anh chị thấy là rất là nhiều người lúc mà yêu đương nhau thì thấy đối phương rất là tốt đúng không ạ? Và sau khi đám cưới xong thì sao ạ? Vẫn còn tốt đúng không ạ? Qua là gì nè, chúng ta đã hẳn có vấn đề rồi. Nhưng mà sau khi lập gia đình đám cưới được mấy năm rồi, bắt đầu có vấn đề. Thay sự các đám chia điểm rồi. Từ từ lộ ra những cái khuyết điểm rồi. Thay qua chỉ sơ nè, chân có chia điểm rồi. Và sống với nhau hơn mấy chục năm bắt đầu vấn đề và khuyết điểm ngày càng nhiều. Nếu mà thì cái chế phân sau có 3 sơ nè, thì chung very good rồi. Nếu các anh chị duy trì được cuộc hôn nhân của mình trên 30 năm là rất tuyệt vời rồi các anh chị ạ. Nghĩ sáng sáng Ami công sư, tôi đang đang gia lưu đến 33年，33年，我现在越来越相信。 Và các anh chị ơi, tôi làm em quay tới bây giờ là 33 năm. Sau 33 năm tôi ngày ngày tin tưởng hơn công ty em quay. Thế là một phát xin đâu. Thế là tôi rất đa đảm, rất cảm ơn tất cả những chị mến chị yêu phân xạ. Do đó tôi rất là sẵn sàng và chia sẻ cho tất cả những người bạn xung quanh tôi. Nếu mà cái sinh ý không hào, tôi không chỉ hại đau chứ, hại đau rất nhiều người. Nếu công việc kinh doanh này mà không tốt thì tôi không chỉ hại nhiều người, tôi còn hại luôn chính mình đúng không? Nếu mà thấy có người như vậy bận hại chính mình, hại được 33 năm, hại tiếp tục hại xuống. Các anh chị có bao giờ thấy một người mà khờ đến mức độ tự hại mình mà hại 33 năm mà còn tiếp tục hại mình không ạ? Hãy luôn cái thế hệ
sau của mình luôn. Vừa rồi các anh chị nhìn trong đoạn clip đó là có một cái người là con của tôi, con trai của tôi. Bây giờ con trai lớn của tôi là 15%. Mới 20 tuổi. Tôi cũng, con của tôi rất là phấn chấn đấy. Tôi nói anh chị nghe, tôi làm em quay, tôi luôn luôn cảm thấy và tất cả những gì mà em quay cam kết, từ sản phẩm cho tới hóa học, em quay tất cả mọi cái đều chuyển thành sự thực. Em quay chưa bao giờ trễ một ngày để mà trả hoa hồng cho nhà phân phối. Chúng ta có thể 5 năm, 50 có thể làm. Nếu như kiên trì lời hứa lời cam kết trong 5 năm nhưng mà kiên trì trong 60 năm thì đây là một công ty rất là đáng tin cậy, đúng không ạ? Và các anh chị biết cái sản phẩm Artistry của chúng ta trên thế giới cũng là số 1. Và đều là những cái sản phẩm top 1 trên toàn cầu. Và là những cái sản phẩm như là bình lọc nước hay là bình lọc không khí cũng là những sản phẩm number one. Chúng ta có rất là nhiều sản, rất là nhiều những sản phẩm hàng đầu trên toàn cầu. Điều đó nói lên rằng chất lượng của sản phẩm em quay tốt biết chừng nào. Tôi tin chắc sự cạnh tranh trong tương lai là đầu tiên chúng ta phải có một cái sân chơi cho mình. Rất nhiều ba mẹ nói với con cái rằng sau này mà con muốn xây dựng kinh doanh, con nhất định phải đi làm công trước. Và rất nhiều người cho rằng đi làm công thì sẽ có lương rất là có hạn. Do đó ai cũng mong muốn đi xây dựng sự nghiệp. Ở đây tôi muốn hỏi các anh chị nào muốn trở thành ông chủ trong kinh doanh cho đây ạ? Tất cả mọi người chúng ta đều mong muốn trở thành làm chủ, nhưng chúng ta không có được cái điều kiện như vậy. Không phải là tôi không muốn làm chủ trong kinh doanh đâu, mà là bởi vì tôi không có điều kiện. Chúng ta không có được tài nguyên của mình. Bây giờ giả sử chúng ta có được tiền đi chăng nữa cũng khó mà xây dựng sự nghiệp. Vấn đề là chúng ta có được một cái đội ngũ nghiên cứu và phát triển cho công ty của mình hay không? Và chúng ta có những cái gọi là những cái kỹ thuật trên toàn cầu, những cái tiên tiến hay không? Chúng ta có được những cái gọi là những cái kỹ thuật cao hay không? Và chúng ta có được những cái tài nguyên như thế, và chúng ta có được cái đội ngũ quản lý tuyệt vời hay không? Do đó các anh chị ơi, muốn xây dựng sự nghiệp trong kinh doanh rất khó. Nếu hôm nay chúng ta không có được một cái đội ngũ quản lý, chúng ta không có được một đội ngũ khoa học nghiên cứu và phát triển, chúng ta không có được những cái công nghệ cao, thì chúng ta khó lòng nào mà có được một cái thương hiệu, một cái công ty kinh doanh. Và các anh chị ơi, chỉ cần hôm nay chúng ta hợp tác với em quay với 250.000 là lập tức chúng ta có được cái hợp tác với một công ty có trên 900 nhà khoa học, có đội ngũ khoa học rất là lớn mạnh và những đội ngũ quản lý rất là tuyệt vời, những cái công nghệ cao nhất của công ty em quay cũng như trên toàn cầu. Nhưng có nhiều người nói em quay tốt lắm nhưng mà khó làm lắm. Vậy thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị cái gì gọi là dễ. Nếu như tiền hôm nay rơi trước mặt mình cũng không dễ lượm đâu các anh chị ơi. Tại sao ạ? Nếu chúng ta chạy chậm hơn người khác là chúng ta lượm không được rồi. Do đó nếu chúng ta muốn làm cái khác cũng không dễ, đúng không ạ? Nếu chúng ta không dễ lượm, nếu như chúng ta giả sử muốn đóng xiếc thì chúng ta mà đóng không giống của chúng ta cũng sẽ bị người ta mắng, đúng không ạ?
Vậy thì Thiên muốn hỏi các anh chị là chúng ta làm cái gì vậy? Tại sao anh ấy không nản? Nhưng em quay thì không khó. Anh ấy, chúng ta chỉ cần phân phối phương án giảng hảo. Thứ nhất, chúng ta chỉ cần nói rõ thật rõ về chế độ trả thưởng. Chúng ta chỉ hiểu về cái sản phẩm. Chúng ta hiểu về cái sản phẩm của em quay. Chúng ta cùng bạn chia sẻ. Chúng ta chia sẻ những điều này cho khách hàng của mình. Chúng ta phân chia sau, hay yêu thì yêu, không yêu thì không quan hệ. Mình chia sẻ xong rồi, tối tới chúng ta muốn hợp tác hay không là không sao cả. Không yêu thì thiên tha, cũng không yêu thì chẳng sự tha giao luôn. Còn họ không làm thì chúng ta cũng không được ép, cũng không được miễn cưỡng gì cả. Vì vậy, tôi làm đi, làm đến hôm nay, tôi bắt đầu không sợ đi, tôi 7 tháng mua một bình xịt hóa chất. Tôi làm em quay ban đầu cũng không có giỏi giang gì đâu, 7 tháng trời mới bán được một chai dầu rồi. Vì vậy, tôi 2 năm làm platinum. Do đó tôi làm mãi tới 2 năm mới lên được platinum. Tôi cho nó 12% cũng không biết dễ dàng. Và các anh chị biết là tôi làm tới 12% cũng không biết chia sẻ đâu. Khẩu trái em không hào. Nói lúc nào cũng nói không hay. Tôi cùng một thông sinh chẳng ra là chưa thà hình sân chị. Tôi chia sẻ cho một người bạn của tôi, nói riết với người bạn của tôi rất là bực mình. Thà chẳng lẽ khẩu trái chúng có chẳng lan được. Trời ơi, tại anh nói quan tệ như vậy. Nhi tôi biết khẩu trái thì chúng có thể cầu. Anh không có tài, anh nói làm sao mà thành công được. Thầy là do truy sao, vậy do đó nên có bà nghèo thông su sang phiên xe lại. Những người mà bán hàng là phải có tài, anh nói phải biết dụ con chim từ trên cành cây phải chạy xuống được. Có lẽ tôi có điểm sinh chi à? Lúc này tôi nghe xong anh ta nói tôi cũng bực mình luôn. Tôi chẳng biết khẩu thái đi mua hàng à? Vậy thì bây giờ khẩu tài của anh nói của anh giỏi hơn tôi đúng không? Nhi biết hả? Nhi cha luôn thao giá hồi, nhi cha đâu nhi hào. Nếu như mà anh giỏi hơn tôi chứng minh đi, anh gia nhập em quay đi, vượt hơn tôi đi thì chứng minh anh giỏi hơn tôi. Do đó tôi phát hiện làm em quay rất dễ cho chị. Người ta tin được tổ ta trả luôn. Nếu như chúng ta nói khẩu tài giỏi, người ta nghe hiểu, người ta gia nhập. Người ta nói không hảo, ta hình chán chứ hình sân chí để trả luôn. Mình nói không giỏi, người ta rất là tức giận với cái tài ăn nói của mình, người ta cũng gia nhập. Do đó tôi nói phát triển em quay không cần phải ăn nói giỏi đâu, chỉ cần dùng tâm của mình nói thật là được rồi các anh chị. Bạn chắc gì nếu hai rồi, miễn sao chúng ta đừng có hại ai cả. Thà yêu được xoa giá, phân giải cho tuyệt hảo giá cao kìa xoa, hấn hảo mà, đi chết tăng thà mà. Người nào muốn đánh răng dùng kem răng tốt thì chúng ta chia sẻ cái kem răng tốt nhất cho họ dùng vậy thôi. Hình đó nói rằng thoáng nghe mấy điều khéo kia, thì cần cho phân giải cho cơ hội mà. Nếu như những ai mà muốn xây dựng việc kinh doanh mà không xây, không có cơ hội thì chúng ta chia sẻ cơ hội này cho họ. Mấy điều quan trọng mà, cho không cho, mải không mải, vô số ấy. Do đó có làm hay không, có mua hay không, không có quan trọng cái gì ạ. Vì vậy, tôi nói cho anh ấy, mỗi người đều có thể thành công được. Vì thế là em quay, bất cứ ai cũng có thể thành công được trong em quay. Mỗi người đều có những điều kiện đó. Ai nấy chúng ta đều có cái điều kiện để em quay. Tôi chỉ cần mấy bình xịt hóa chất, tôi có thể thành công, nào anh sợ gì? Nếu như tôi 7 tháng mới bán được một chai dầu gội cũng có thể thành công được thì tất cả các chị còn sợ gì nữa? Vì thế, lấy được ưu tiên. Con người chúng ta luôn có những cái tiềm năng vô hạn. Có người nói với tôi, ai da, tôi không có đi bộ à, tôi chân thông à. Có nhiều người nói, ai da, tôi không có sức để mà đi đâu, tại vì chân tôi đau làm sao mà đi. Nếu mà bị phan cầu truy tha, tao mới bỏ khỏi à. Nhưng mà nếu hôm nay người đó mà bị chói dí, chắc chắn sẽ chạy xuống chân rồi. Sẽ nhiều lần đấy, tại rằng tôi không có tài. Có nhiều người cũng đổ thừa là tôi không có tài ăn nói. Tôi sẽ bị ma ra được sơ à. Nếu không có tài ăn nói thì các chị hãy chửi họ thử coi. Tha ma huyết thì không chuẩn bị được. Sau đó họ lập tức chửi lại các chị mà không cần phải chuẩn bị gì hết. Do đó tất cả mọi người chúng ta chỉ cần chúng ta muốn làm gì chắc chắn chúng ta làm. Quan trọng nhất là chính chúng mình và chúng ta phải cho mình một cơ hội. Nếu chúng ta không thử thì chúng ta làm sao biết được mình có thể làm hay không? Nếu như khu trong góc tôi nếu không thử thì làm sao tôi có thể hôm nay trở thành ambassador đúng không? Tôi tin tưởng tất cả các anh chị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, các anh chị đều có ước mơ. Tôi tin tưởng hôm nay cũng có nhiều bạn mới đến đây. Và tối hôm nay cũng có nhiều anh chị mới có mặt tại đây. Bạn là bạn mới bao nhiêu tuổi? Anh chị nào là người mới chưa gia nhập em quay giơ tay lên đúng không? Và chúng ta hoan nghênh những người mới. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay hoan nghênh tất cả các anh chị mới đi ạ.
我认为做安利不只可以赚到钱，你可以赚到很多很多好朋友。 Và các chị ạ, bạn của mình mời chúng ta đến đây là bởi vì họ tin tưởng mình. Họ hy vọng chúng ta sẽ thành công được trong công việc kinh doanh này. Và khi mà làm được công việc kinh doanh này rồi, chúng ta sẽ có rất nhiều bạn. Quan trọng là bạn phải cho mình một cơ hội. Nhưng quan trọng hơn hết là chúng ta phải cho chính mình một cơ hội. Nếu không thử thì mãi mãi không biết được là mình có làm được hay không. Tôi ở trong em quay thấy được rất nhiều kiểu người. Những người bị mù cũng có thể lên được round. Chán chê là lên cho tao diamond. Những người bị quyết tâm cũng lên được diamond. Miêu nhiên cô đồ su đờ lên cho tao hoàng quân đại sứ. Những người không có học vấn, không có trình độ học vấn cũng lên được ambassador. Duy trọng yếu, nhớ kể những chữ chỉ cơ chí huệ. Cái quan trọng là chúng ta hãy cho mình một cơ hội. Nì bù sư, nì yếu nhẹ bù sao, nì xin bù xin. Nếu không thử, mãi mãi chúng ta không biết được mình có làm được hay không. Suy vô mân nhân vầy, chứa sư giê sang, nì y tiêu yếu xin xin, kể chữ chỉ cơ chán sư chí huệ. Quan trọng nhất, trong cuộc đời này, chúng ta luôn luôn phải có một cái lòng tin. Hãy cho mình cơ hội thử đi. 我们绝对不是有信心才可以成功，应该是不是成功后才有信心，应该是有信心你才会成功。 Con người không phải là thành công rồi mới có lòng tin đâu, là bởi vì có lòng tin rồi mới thành công, đúng không? Cuối cùng, tôi cùng các bạn chia sẻ một điều, đó là gà gáy thì trời sẽ sáng. Cuối cùng thầy muốn chia sẻ, gà gáy rồi trời sẽ sáng. Chi bù chào, thiên liang bù liang. Vậy thì gà không gáy, trời có sáng không? Tôi cao su nghĩ thiên liang bù liang bù liang, cần chi sư miêu quan sĩ đó. Và gà trời có sáng hay không thì không hề liên quan tới gà có gáy hay không. Duy trọng yếu là sự thiên liang liều, đi xin liều mấy yếu. Cái quan trọng là trời sáng rồi, coi ai thức dậy rồi, đúng không? Nếu hôm nay các anh chị có thể thành công được trong em quay hay không? Suy quyết định. Ai quyết định điều đó? Không phải bạn được quyết định cho mình. Không phải người giới thiệu mình quyết định cho mình. Không phải là những người đối tác của mình quyết định cho mình. Quan trọng nhất là chính bản thân chúng ta. Chỉ cần chúng ta quyết định muốn thành công. Quyết định lên diamond. Quyết định lên diamond. Quyết định